Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thời gian vừa qua thì có một số bạn nhắn tin, gọi điện cũng có, hỏi mình là Ngân ơi, em thấy Ngân làm nông nghiệp thích quá, em cũng muốn bỏ phố về quê để mà làm nông nghiệp như Ngân. Thì mình thấy đó là một cái ý nghĩ hơi bị trẻ con, nên là hôm nay mình quyết định làm một cái video để mà phân tích và chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về các cái công việc làm nông mà mình làm trong cái thời gian vừa qua, khi mà mình chuyển hẳn về nhà dành toàn thời gian cho khu vườn của mình. Trước khi mấy bạn quyết định bỏ phố về quê á, thì mấy bạn hãy xác định được cho mình là mấy bạn về quê để làm gì. Hãy xác định câu hỏi đó trong đầu, mình về quê để làm gì, thì mấy bạn mới có thể set up được cái tư duy trong đầu của mình để mà mình làm một kế hoạch cho bản thân của mình trước khi về quê. Theo mình sẽ có 3 trường hợp chính để người ta bỏ phố về quê. Trường hợp thứ nhất, đa phần là mọi người quá stress với cuộc sống của đô thị, không thể hòa nhập được, cảm thấy rất áp lực nên là muốn bỏ phố về quê một thời gian. Đó là một ý nghĩ tốt, nhưng nó chỉ nên là một trải nghiệm chứ không nên là một cái công việc. Tại vì cái công việc dưới quê để làm kinh tế, để tạo ra tiền từ nông nghiệp là một chuyện khác, chứ không phải nó mơ hồ như vậy. Thứ hai, mình nói là bỏ phố về quê để làm kinh tế, thì cái trường hợp này mấy bạn phải có vốn sống và vốn về tiền, các mối quan hệ. Nói trên phương diện lý luận thì nói như vậy, nhưng mà khi vào việc rồi thì nó sẽ có ti tỉ những cái vấn đề lặt vặt phát sinh khác. Và một trong những vấn đề lặt vặt đó, nó sẽ chia làm hai phần chính như sau. Thứ nhất là mấy bạn phải có tiền để mua một mảnh đất. Còn nếu mấy bạn có đất của ba mẹ hay anh chị gì đó để lại thì quá tốt, mấy bạn đã có một tài nguyên để có thể khai thác rồi. Còn nếu không thì mấy bạn phải có tiền để mua đất, có khả năng đọc hiểu xem xét quyền sử dụng đất để làm giấy tờ. Vì không biết ở đâu, nhưng mà ở cái xứ mình bây giờ, cái vấn đề mà bị mất tiền cọc và bị mất tiền khi mua đất đó, rất nhiều. Còn nếu mấy bạn không có nhiều tiền để mua thì mấy bạn vẫn có thể thuê, nhưng mà hãy xem thật kỹ mảnh vườn mình thuê trước khi ký hợp đồng thuê. Khi mà xem xét giấy tờ ổn rồi thì mấy bạn mới đi xem đất thực tế. Là thứ nhất mấy bạn cần xem đó là nguồn nước có ổn không, hệ thống tưới tiêu có tốt không. Tưới tiêu ở đây không cần phải là bét tứ hay là tưới tự động gì, nhưng mà cần phải có nước vào được tới mảnh vườn của mình. Cái nơi mà mình trồng cây cối nó phải có nguồn nước đầu tiên. Sau khi xem xét nguồn nước rồi thì mấy bạn mới lên kế hoạch trồng cây gì, nuôi con gì. Để theo được cái kế hoạch của mấy bạn thì mấy bạn cần phải có ít nhất là một người cộng sự. Và người cộng sự này phải đáng tin tưởng, vì trong quá trình làm việc nó tính bằng năm chứ không phải tính bằng tháng đâu mấy bạn. Ít nhiều về mấy bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi người cộng sự này. Hãy xem xét thật kỹ khi chọn cộng sự để làm việc chung. Ngoài ra thì bạn cần có một sức khỏe tốt để mà làm những công việc tay chân nữa. Khoảng 1-2 năm đầu thì mấy bạn cần phải có một số tiền nhất định để tự nuôi sống bản thân mình với những điều kiện cần đủ, không phải ăn ngon,
mặc đẹp mà là ăn no mặc ấm, rồi tiền để vận hành khu vườn cho nó tốt tươi cũng cần phải có phân bón, phân hữu cơ. Và bạn cần có một vài người anh chị cô chú, những người làm vườn để phụ mình làm những công việc mà mình không thể nào tự một mình làm được. Thứ hai là mấy bạn phải tự giải quyết những vấn đề của mình. Có đôi khi ở phía quê thì bạn sẽ không có kiếm kịp được những người giúp đỡ mình kịp thời đâu, mình phải tự giải quyết hết. Và đó là một cái khó khăn nho nhỏ. Đây là trái mít con, những cái mầm mít mới ra từ thân. Đây là trái mít con nó bự lên rồi nè mọi người. Xong rồi từ lúc đó cho tới nó bự như thế này để mà gần bán là tầm 3 tháng rưỡi tới 4 tháng. Nhưng mà trái này hư luôn rồi, không bán được. Còn chừng vài ngày nữa bán được, nhưng mà gùi vàng nó đục như thế này rồi là bỏ luôn, đâu có thu nhập gì đâu. Là công cốc cho cá ăn, để vứt với mương không thôi là nó sẽ gây mầm bệnh cho cây tiếp theo. Nó không chịu xuống mương luôn, giờ phải bỏ nó xuống mương. Ấp cái này xuống, ấp cái mặt mà của con gùi vàng đục này nó ấp xuống cho nó chết có trùng, thôi nó là rẻ tiếp như trái khác. Đây là cái cây nhân nam mình trồng được khoảng 8 tháng rồi nè mọi người. Cây này trị bệnh mất ngủ. Đây là một cái vị thuốc nam. Rồi mình hái bông nam với lại sen để tối vào nấu thuốc cho mẹ uống. Mấy nay mẹ gầu mất ngủ. Đây là cái khu vườn mình trồng kèn với lại khoai cao. Mà khoai cao thì bây giờ nó bị cỏ ăn hết rồi, phèn quá nên là nó không có sống nổi. Nên là mình xen chuối lại. Nhìn đúng kiểu nó tàn luôn á mọi người. Đây là cái bông sen mà nó đã bị khô rồi á mọi người. Thì thông thường thì mọi người sẽ bỏ đúng không? Nhưng mà không, mình không có bỏ. Cái này có thể phơi khô luôn. Cái này là khô tự nhiên, thì có thể dùng để nấu thuốc nam á. Cái này trị bệnh mất ngủ rất là hay luôn á, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Giá là 0 đồng, chỉ có 0 đồng thôi nha. Tại vì tự trồng nên không có tiền. Đây nè, nó còn mấy cái hộp phía trong gì luôn nè. Dành cho những người bị hội chứng sợ lỗ nha. Nó hôm cái mùi nhẹ nhẹ luôn á, mình bị thích. Mình nghĩ là ít nhất thì mấy bạn nên dành ra khoảng 3 đến 6 tháng để về quê hay là đến một cái homestay nào đó để sống thử, trải nghiệm cuộc sống như là mình đang sở hữu một khu vườn, để biết được là bản thân mình, tư tưởng của mình có hợp với quê không hay là như thế nào đó. Chứ mà một cái quyết định mà mấy bạn bỏ ngang công việc ở trên thành phố hay là công việc bạn đang làm để bỏ hẳn về quê mà có suy nghĩ là về quê để trồng rau, nuôi cá rồi, hay là về quê để lập nghiệp mà không có một kế hoạch, không có sự chuẩn bị rõ ràng, thì mấy bạn sẽ chết chìm ngay trong vài tháng đầu thôi. Chết từ tư tưởng, chết từ
con người, rồi chết luôn cả tâm hồn. Tại vì làm nông, đặc biệt là làm nông ở Việt Nam rất cực, thật sự rất cực. Mấy bạn phải lì lợm lắm thì mới có thể sống được với nó. Trường hợp thứ ba mình nói đến là trường hợp của những cô chú anh chị đã có vốn sống, đã có tiền nhiều, thì chuyện mà để họ về quê nghỉ dưỡng là một chuyện rất bình thường. Tại vì họ có tiền, có vốn sống, đã trang bị đầy đủ tư tưởng tâm lý để về quê, thì chuyện đó là một chuyện quá tốt. Họ chỉ cần sự vui vẻ, thu nhập đối với họ không quan trọng, có cũng được, không có cũng được. Đó là một điều hết sức tuyệt vời dành cho những người muốn về quê. Bên cạnh những cái khó khăn mà mình nói khi mà bỏ phố về quê để làm kinh tế, thì sẽ có những cái sự vui vẻ trong lúc làm việc. Ví dụ như là mấy bạn sẽ được trái cây sạch để ăn, tại vì trái cây do mình trồng thì nó là trái cây sạch, không thuốc bảo vệ thực vật, không gì cả. Sâu thì bỏ, sạch thì ăn. Những trái sâu có thể dùng để cho cá hay tận dụng cho con này con kia nó ăn thì không sao cả. Rồi mấy bạn sẽ được sống trong không khí trong lành, chim hót mỗi ngày, hoa thơm, cỏ dại, nghe nhìn nó thơ thơ nha. Nghe nói thì nó thơ lắm, nhưng mà có nhiều khi xem riết rồi nó cũng chán. Sao nhỉ? Nhưng mà những cái điều đó chỉ được và chỉ khi mấy bạn chọn mua đất đúng nơi, đúng chỗ. Nếu mấy bạn chọn mua một khu đất hay một mảnh đất nào mà có những người hàng xóm kỳ cục, những người hàng xóm lúc nào cũng thích hát karaoke, thích ăn nhậu hay là thích như thế nào đó, họ luôn làm ồn, thì cuộc sống mấy bạn sẽ bế tắc theo những người đó. Nên là khi mà mua đất thì hãy xem thật kỹ, đi tới đi lui xem xét là coi nó có ồn ào hay là nó như thế nào không. Chứ nếu mà mua rồi thì không thể nào đổi trả là được đâu, tại vì đất nó rất là khó, không phải là món hàng ngoài chợ. Những cái chia sẻ của mình nó là quan điểm cá nhân, mình sẵn sàng nhận những lời nhận xét từ tất cả mọi người để đóng góp cho mình sáng tạo kênh ngày càng có nhiều nội dung hơn. Và mình hy vọng là mấy bạn có ý định muốn bỏ phố mà để về quê lập nghiệp á, thì hãy suy nghĩ thật kỹ để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất mà không phải hối hận. Dù ở đâu, dù ở thành phố hay là dù ở nông thôn, thì có đôi lúc con người ta sẽ buồn, sẽ chán, nhưng mà hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một cái quyết định gì đó mang tính bước ngoặt cuộc đời. Nếu không thì mấy bạn sẽ hối hận rất nhiều vì quyết định của mình. Chúc mấy bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xong rồi đó chị Năm. Nghỉ giúp đi rồi con gom đào khoai mì với chồng khoai mì với nè. Coi má tôi trồng khoai mì này trời. Thánh thần thiên địa ơi. Nó dày. Mà nó kẹo. Đây, nó vẫn quyết tâm trồng khoai mì dày. Đưa cái cây cho mẹ coi. Nấu gì đâu không à. Chữ không giữ. La bất xế gì không. Mình mấy cái ghê mà quay gì. Cái gì? Mình mấy cái ghê mà quay cái gì. Trời nhìn mặt con vịt hài hước nha. Gì? Cái này má ơi trời. Cái này chừng một phân một cây luôn vậy mà bà nói nữa có củ. Trời ơi, củ nó đường nó dưới, củ nó mọc ở dưới đất chứ phải mọc ở trên. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó ăn ra dưới đất. Rồi đúng rồi.